eo thon ngực nở đời kiêu hãnh, chim nữ tâm kinh mãi phát huy, tuyệt học cả đời nâng nhận thức, thân hình chữ S định tư duy. Chim phố đế đời ngàn năm không mất, tuyệt học thể hình sự nghiệp lưu danh, học viên hôm chim độc nhất mình anh, tòa lạc trên cao chim trẻ uy nghiêm, tâm kinh được viết bằng tâm huyết trái tim. Kính chào tất cả quý học viên và các bạn gym con thân yêu. Thì ngày hôm nay Duy Nguyễn tiếp tục hướng dẫn đến các bạn phần tập functional của tầng 2 gym nữ tâm kinh. Say hello mọi người đi em. Hello mọi người. Phần 1 thì chúng ta đã trải qua những cái bài tập functional nó cũng khá là thú vị, và nó cũng để lại những cái dư âm rất là đau đớn chứ không phải là chuyện đơn giản đâu các bạn. Các bạn nào tập rồi thì chắc hẳn là các bạn sẽ trải nghiệm được cảm giác đau nhất, trời ơi đau nhất tay, đau nhất mông đùi, không thua tập tạ, thậm chí đốt calo rất là nhiều. Đó, thì đó là giá trị và cái lợi của cardio. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đi qua phần functional, nó khó một chút xíu. Nó khó một chút xíu nhưng mà khi mà nó khó như vậy nè, nó sẽ phát sinh ra vấn đề. Tức là ở các bạn nữ đó thì có bạn là mạnh thân trên, có bạn là mạnh thân dưới. Thì tùy vào cái nhu cầu như thế nào mà chúng ta có cái functional cho nó phù hợp. Thì các bạn hãy theo dõi gym nữ tâm kinh. Còn trong nội dung video ngày hôm nay thì Duy Nguyễn train cho cô đệ tử ngổ ngáo này, mà cô này thì thân trên đứa xìu à, được cái thân dưới nó mạnh lắm. Nên ngày hôm nay sẽ là ngày tập functional dành cho những bạn thân trên yếu và những bạn nữ khác. Các bạn bị một cái phần functional thân trên yếu á, thì các bạn có thể áp dụng lịch tập ngày hôm nay. Rồi hãy khởi động và uống liều cao cho bây giờ buổi tập đi em ơi. Rồi bài tập đầu tiên của phần functional ngày hôm nay vẫn là bài tập quyền thoại, đó là bài swing. Swing là bài tập quyền thoại functional rồi nha. Đó. Khó hơn như vậy. Tay yếu thì không tập gì được không? Nhưng mà tay mạnh á thì tập gì nó đẹp. Đó, dày. Đó, rồi vô, tùy level của mình muốn chơi gì đó chơi. Vô, 15 tới 20 cái. Nhanh, không có tham nhũng giờ trong lúc tập cardio. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 thôi, nhẹ nhàng thôi. Giờ tới bài thứ hai là bài chuyền banh. Em đứng đầu lưng nha anh, không nhìn vô kính để cho dễ tập. Em đứng đầu lưng nha anh, đầu cái lưng vô, đầu cái lưng, đúng rồi, ok. Đó, không tay vô vậy nè, chuyền cái banh qua em nắm. Em lấy em chuyền qua bên đây cho anh. Rồi đếm nha. 1 2 nhanh lên chậm quá. 3 4 5 6 7 8 9 mệt sao chậm vậy. 10 từ từ đây nè, dưới đất quá đây. Từ từ tiếp, 10 cái nữa. 1 nhanh, 2 nè, 3 4 nhanh nè, 5 đổi bên nào vậy? 3 4 5 6 7 8 9 10 qua đây kiểm tra cái chuyện sao vậy? Đâu, ví dụ như anh từ từ
10 cái nha. Đâu anh chiền, ví dụ em đứng vẫn đứng mặt bên đây đi. Anh chiền cho em vậy là cái tay em lấy sao? Đó, nhớ nha, tay trên tay dưới. Em lấy cái tay này dưới thì chút xíu sẽ đổi lại. Đó, tức là cái tay này dùng cái lực nâng lên. Không có cao vậy. Cái tay này chỉ lái thôi. Cái tay này lái thôi, cái tay này dùng cái lực nâng và đẩy. Để nó qua bên đây, xong anh cầm, xong anh chiền. Đó, tiếp tục vậy. Mỗi bên nó 15 cái. Chút á, hoặc là đổi ngược lại, hoặc là xoay người lại. Đó, hiểu không? Rồi, đó. Nè, dù khi anh đang đây nè, anh lấy nè, là cái tay em dày. Đó, tay dưới chống thẳng luôn nè. Đó, xong rồi cái anh mới dùng eo, anh qua đây. Đó, đưa em. Ok, xong em chuyển qua. Ở đây để tiếp. Tập vậy mà. Cái này là đang tập tay phải, anh đang tập tay phải. Còn em đang tập tay nào em phải nhớ chứ, cái tay này của em đang tập cũng là phải đúng không? Đúng không? Đó. Đó, vậy thì 15 cái bên này xong rồi phải đổi qua để cho trái nó tập. Để cho trái nó tập nữa. Hiểu chưa? Thì lúc nãy là mình trái xong mình còn phải thì còn gì nữa. Hôm nay tập xong ngược lại còn gì nữa. Đúng còn gì nữa. Rồi, ok. Thì chúc làm lại cho mượt nha. Rồi, xong bài thứ hai. Giờ đang chỉ từng bài chưa có đáp vô nha. Cục này nặng chụp nổi không? Ném nó đó. Không nổi cục xanh hay thì cục kia. Không mấy cục tí cam cam này nhẹ hơn nè. Tím này nhẹ hơn nè. Đó, ném. Nhảy lên nhẹ một cái, ném. Xong chụp. Ok. Thấy không? Nhảy lên. Đó. Nhảy lên. Nói chung tập tự do em nhảy sao cũng được á. Nói chung là em chọi xuống em chụp xuống để về tưng lên chụp cũng được. Đó. Hoặc là chụp đó để tưng về chụp cũng được, hoặc là chụp vậy cũng được. Chụp sau đó chụp. Thử trước vài cái đi. Không dám nhảy sợ nó sụn tóc. Dạ. Sợ nó sụn tóc. Đó. Khi bắt bánh nó nặng á. Trời. Cái vàng. Đừng có chọi ống đồng lên được rồi. Canh nha, chuẩn nha. Rồi, cho ok. Giờ cục nào? Rồi, rồi ok. Sau khi chuyền banh, bây giờ động tác tiếp theo là cầm chọi. Chọi đây nè, xong rồi lụm. Đó, chọi xong rồi lụm. Chụp gôn không làm, đó là làm. Đó, thích chơi bóng rổ, nhảy lên, bổi một cái đi cũng được nữa. Đó, hiểu không? Chơi sao cũng được hết á. Chọi lên chừng 20 cái đi. Một. Hai. Hai tay, chọi như nó méo. Hoặc là đổi tay. Tại sao lại để cái này dưới cái này trời? Canh cho kỹ đi, không cần phải nhanh. Ok. Không. Ok. Đó, tập phản xạ, tập nhìn. Ok. Ok. Rồi, ok. Ok. Rồi, nghỉ. Rồi, bài tập tiếp theo á là kết hợp các combo. Một combo đầu tiên là squat, đúng không? Nè, squat nè. Đứng lên. Xong cái tay này đẩy lên. Xong cái tay này gập ra sao. Đó. Xong rồi thu về cho lại đây, xong rồi xuống lại, xong rồi lên lại. Nhẹ quá, này nặng nặng xíu đi. Cục mình không có cảm giác. Đó, đồng cái combo. Ok chưa? Đứng quay ngang đi đó. Rồi. Squat lên, đúng rồi. Rồi, đúng rồi. Lên, xuống lại. Cứ tập sao cho nó mượt cũng được. Rồi, chuẩn. Đó. 3 4 5 5 lên là phải có động tác này chứ không được ăn gian cái đoạn này. Đoạn này mình đang tập cái tay này mà ăn gian cái gì. Rồi, lên rồi, xong mấy kia xong được. Đúng rồi. Mất tiêu động tác kia luôn. Rồi, đúng rồi đó. Cái này kết hợp với tập vai với tay sau, squat.
Rồi, ok, được rồi, phần học đây. Bây giờ chuẩn bị vô quốc. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Còn năm cái nữa. Một, hai, ba, bốn, năm. Rồi, ok, xong, tiền bánh. Hí hí. Rồi, 10 cái mỗi bên nha. Đầu tiên, 1 2 theo nha. 3 4 5 6 7 8 9 đổi bên. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok, tốt, cất. Rồi lấy banh vừa sức chọi. Hai, ba, bốn, năm, sáu, tập trung, bảy, tám, chín, mười, năm cái nữa, một, mười hai, mười ba, 14 cái cuối, 15. Ok, tới bài kết hợp. Tới bài kết hợp nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Rồi, thôi. Uống súp đi em. Đây sắp đem. Uống hết rượu quạt cao đi em. Xong cái tay anh bỏ luôn rồi em. 15 rep swing. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Rồi thôi. Hí, 10 kg rồi đó nha. À, 10 kg rồi đó nha. Được chưa? Đứng tư thế số 1. Chuẩn bị sẵn sàng. Giúp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đổi bên nè. 1 2 3 4 5 6 7 8
9 Rồi 10 Đổ vào kết hợp. Cẩn thận nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tập trung nhìn kỹ rồi. Chốt. Ồ. Không có nữa. 1 2 3 4 5. Rồi tốt. Các bạn kết hợp 5kg. Được rồi đó. Ok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Mười. Anh Giang nè. Xuống này nè. Xong cái tay giữ lại luôn. Cái tay giữ lại luôn. Xong mới lên. Đó. Mấy cái kiên Giang được, còn cái đó đừng có Giang. Ok. Đó. Tại vì mình đang tập tay sau mà. Ăn Giang kiểu đó là nó mất đi linh hồn. Được chưa? Mốt anh sẽ hướng dẫn em những bài tại sao khó hơn. Thì cái personal này là vừa dạy em mà vừa cho em luyện những cái kỹ năng đó, để cho mốt em điêu luyện hơn trong nghề. Rồi ok, chắc đủ rồi đó. Rồi bonus bài tập phản xạ đi. Bonus bài tập phản xạ. Đứng đây. Chụp. Chụp xong luyện lại cho anh luyện nhẹ nhẹ nha. Đó. Ok. Đó. Yên tâm đi, anh ném mà ném ngay mặt em. Anh ném mà ném ngay mặt em không à. Cái này á, nó luyện khả năng thứ nhất á, là em chụp trái banh. Và thứ hai là em ném lại cho đối thủ mà ném ta chụp được cái nha. Chứ không phải ném mình ta chụp ta phải bay như chụp gôn là không được à. Đó. Ok. 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 Rồi độ khó. Rung không? Nè. Ok. Tốt. Tốt. Ok. Tốt. Nếu mà nó nặng quá đó thì em không thể búng gì nổi đâu. Mà em đẩy tới luôn. Em dùng người em nè. Em đẩy cả cái tay nó tới. Quên cái vấn chuyển quen. Còn nó nhẹ thì mới dùng cái tay là được, đúng không? Đó. Em sao nổi, nó là đuối lực rồi. Mà móc đau cái đầu ngón tay. Đó. Đó. Ok. Nó giống muốn chuyền thôi, nhưng quanh này nó nặng. Nó nặng thì sao mình chuyền bằng cái đầu ngón tay được. Đó, mình phải chuyền bằng cả cái tay chứ. Nó tập động tác tay sau nè. Mốt á, mình tập là duỗi thẳng lại. Đó, tập tay sau phải không? Mình tập tới cái đó. Nè. Chưa được. Hai tay ngang rồi nè. Rồi, duỗi thẳng ra. Đó. Đó, đúng rồi đó. Đó. Lên. Đúng không? Rung không? Rung không? Rung không? Nè, giờ vậy nha. Em đừng có chụp yêu cũ. Cái yêu cũ bên nó nặng quá, nó trượt cái tay rồi nè. Đó, mà em nên để một cái tay nó đối vậy lại. Em nên để một cái tay nó đối lại vậy. Xong rồi cái tay kia nó dịnh lại thôi thì nó sẽ ok. Nè, còn ném thì ném được nè, không? Đó. Là anh luôn để một cái tay nó đổi lên vậy nè, nó không bao giờ nó bị trượt hết. Còn mình cầm á, hai ngón tay mình vậy nè, kiểu muốn chiền á, nặng quá nó trượt luôn ở trong. Đúng rồi đó, được rồi đó. Không, đó. Ok. Ơi, hấp vậy. Chơi. Ok, rồi, tốt. 5kg là giỏi rồi đó, chờ chút chưa. Rồi, một tay thôi nha. Hai tay là phạm vi nha. Nè, tay ném. Chụp tay thôi. Tớ đang chân tay mà nè. Đồ ok, cho chụp hai tay luôn. Cho chụp hai tay luôn, nhưng mà dùng một tay ném thôi. Dùng một tay ném thôi nha. Ok. Đó. Không? Đó. Ok.
Ok. Nè, ném nè. Thẳng tay ra vậy nè. Đừng mạnh quá ba. Ném thẳng nhưng ném vừa vừa thôi. Nếu mạnh quá thì cũng được thôi, nhưng mà đó. Mốt liền chùm tay giống anh rồi nha. Anh ném lực hơi mạnh đó. Anh muốn người ta chùm một tay anh ném này thôi. Anh ném mạnh quá à. Anh ném cơ. Ok, đổi tay. Muốn chụp mấy tay đó, chụp mệt quá nè. Thôi chụp hai tay luôn đi. Nếu mà chụp hai tay á thì giờ vậy nè, anh ném em đúng không, em đang chụp ở đây đúng không, thì em chụp xong em xoay cái tấm ảnh qua em ném lại để tập eo đó. Chưa có độ xoay nè, xoay nhanh vậy nè đó. Ok, chưa, người còn cứng lắm được không, gần gần được rồi đó. Em ném xong người em có đoạn gập rồi nè, nó mới vô eo chứ. Ok, thấp quá, ném trúng ấy thì sao, ném xấu quá. Ok đó, không thí dụ anh bên đây nè, nhìn tới này không, quất liền nó là nó ra eo nè, chưa ra eo đâu đó. Ok không, ok 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 chút chút rồi, thôi được rồi, nghĩ ra giải lao đi, chuẩn bị qua bài khác. Tập từ từ á, người em nó dẻo, nó uống, nó ném, nó ra nhìn eo yếu rồi lắm, còn em nó hơi nó như robot vậy đó. Bây giờ là chúng ta qua phần personal chuyên mở bụng để cho nó cải thiện phần mỡ bụng nha, và thể lực sức chịu đựng nó sẽ khó hơn phần tuần trước đó nha. Tuần 1 dễ hơn. Bài này là cái gì? Decline bend knee crunch để tập bụng á. Nắm cây, nắm cây hàng nha. Rồi hai chân để giày đá lên. Hai giày đá bụng. Bấm hôm qua mới tập bụng. Vô em. Không, anh dạy em làm 3 cái thôi chứ em phải làm 15 cái á. Sao dạy thảm gì đây đây chứ? Miễn sao có chuyện để làm thôi, cứ bình tĩnh. Cứ đừng bình tĩnh, đừng nóng. Đạp mình thảm luôn được sao đâu. Rồi. Chuẩn bị sân khấu cho cứ tập thôi. Để đây à, đúng chưa? Nằm đúng chưa? Đúng rồi, đúng rồi. Đó lên thôi. 1 2 4 5 6 Tập trung nè, không leo lưỡi nè. 7 không còn sâu quá. 8 9 10 11 12 cố lên. 13 14 15 Ok, tốt. Rồi, xuống đây. Không có nghỉ, xuống. Plăng nghiêng chứ không phải là plăng giống lần trước nha. Plăng nghiêng. Rồi. Này sẽ chỉnh chút cho đẹp. Ok. Nhìn đồng hồ đi, 1 phút. 1 phút, 1 phút. Anh Giang ăn gì vậy? Đâu có là gì, cái này sao anh ra ăn được? 1 phút, 1 phút. 1 phút. Mới có 20 giây thôi. 1 phút. 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 Xong 1 phút tự động đổ bên đi nha. Cứ canh đúng 1 phút, đội lật qua và bên kia. 1 phút. 1 phút, 1 phút, tốt, không còn vàng, tốt rồi đó. Không có lắc nha. Không lắc nha. Tốt. Rồi, còn 7 giây nữa thôi. Được mà em. Có gì đâu căng. Rồi, đổi bên. Đổi bên. Cái tay kia sao để gì ừ đó, giờ cho đẹp. Thấy quéo quéo rồi không? Thấy quéo quéo rồi đó. Rồi, con câu này nó lắc dữ quá, dữ luôn. Chưa đâu, mới có 28 giây thôi à, 29 giây, 30 giây thôi. Ráng lên, tập trung thiền đi. Tĩnh tâm đi, nhìn như dòng như đời là dòng nước, mặt hồ phẳng lặng. Chiếc lá vàng thu rơi trên mặt hồ không tiếng động. Đó.
tâm bất động với dòng đời dạng thính, gồng cơ bụng để mà qua bài này đi. Bình tĩnh đi, còn 10 giây nữa. Lộn 13 giây. Cố lên em làm được mà. Bài sau còn khó hơn nữa em. Bài này chưa là gì đâu. Rồi, tốt, xong. Rồi, đạt được target là mỗi bên 1 phút. Đây. Chân không chạm đất. Lưng lên. Ok, vậy thôi, không cần phải cao nha anh. Không cần phải cao nha anh vậy. Ok, vậy nó khó không? Ok, em chỉ cần vậy nè. Cái chân không chạm đất, cái lưng không chạm đất là được. À, giờ này khó quá. Thử nhẹ nhẹ 30 phút trước nha. 30 giây trước nha. Nếu mà được thì 45 giây, mà được 1 phút càng tốt. Rồi, bấm giờ. Ráng thẳng cái chân lên. Thẳng kiểu nó không phải. Đó rồi. Ok. Tức là em chỉ cần em nằm sao cho nó lên thôi, không cần đau. Nếu mà khi em nằm cao quá nó bị đau, ok. Thì giờ em không cần nằm cao quá, nằm vừa vừa thôi. Được 18 rồi kìa. Cái bài này là level là beginner là 30 giây. Level mà trung trung là 45 giây. Còn mà level mà cao cao là 1 phút. Tùy vào thể lực của em bài này nào đó. Em được 32 giây rồi kìa. Tùy em thôi, em cảm thấy đuối thì em ngã ra, em cảm thấy còn chịu đựng được thì em cứ chơi. Nha. Căng vậy? Chắc là hết cười nổi được không? Sao đâu. Sao đâu hả? Ok. Chưa. Tùy em thôi à, em ngã xuống canh giờ, em gần đường phút rồi đó. Em gần đường phút rồi đó nha. Trời ơi, giỏi quá, 1 phút rồi đó, 1 phút 1 giây. 1 phút 2 giây, 3 giây, rồi nằm luôn rồi. Decline, bend, knee, crunch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tốt quá, 10, thôi đỡ luôn. 1, 12, 13, cái 15 chú ý nha, 14, 15. Ráng lên, giữ. Ok. Gồng dữ rồi phải không? Mà không nổi xuống tập ra lăn nghiêng đi. Xuống đây, lăn nghiêng. 4 giây. Cố lên. Cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên. Hơn 10 giây nữa. Ủa 4 giây nữa đó nha. 1 phút lên 4 giây. Nhìn đồng hồ qua là biết mệt lắm rồi đó. Rồi, cố lên. Cố lên. Tí rồi đó. Bốn giây, 42 giây, 43 giây, 44 giây. 45. Nhớ hồi bù nha. 54, 55, 56, bù 10 giây nha. Bù 20 giây cũng được như bên này. Rồi bù 20 giây nha. Lấy tay sao? Là tập bộ eo đi ngoài nữa tay. Không, tay trúng nhiều. Ôi. 15 giây, 16 giây được kìa, 17 giây kìa, 18 giây, 19 giây, 20 giây rồi, alo. Này à. Cao lên hả? Tức là em cân bằng cho đều cho đẹp, ok. Gồng bụng lại nè, bụng này nó đang gồng kinh rồi. Đó.
Chưa. Gán lên, té gì mà té. Nói 53 giây à? Sao nãy đừng phút mà. Giờ 28 giây rồi đó. Tập banh cơ bụng luôn. 37 giây, 38, 39, 40, 20 giây nữa có kẹo. 41, 42, 45 rồi đó, 46 rồi đó, 47, 50 rồi đó, 52, 53, 54, 55 rồi đó, 56, 7, 8, 9. Rồi 1 phút, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi ok, suốt. Ơi, mất mình rồi, ok ok. Ok, suốt. Decline bend knee crunch tập bụng dưới. Cái bài này chống chỉ định những ngày bị đau bụng dưới. 3, chân ra, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 15. Rồi ok. Hai. Em cứ lăn của em nha. Chắc em chống xuống luôn được không? Chống cái tay em xuống. Hít đất á, chống hít đất vậy đó. Ừ, đó. Đừng có đụng dập mặt anh nha. Rồi, đó. Thở, thở. Thở quá. Tay lên từ từ ba người tiếng nổi. Rồi ok, vậy cũng được rồi đó. Giỡn vậy vui rồi phải không? Đã rồi phải không? Giờ qua đây tập bài Body Hip Thrust. Để từ từ mình luyện qua cái cơ chế Hip Thrust to mông không to đùi. Nha. Dánh càng cao càng ok, dánh lưng thẳng rồi nè. Lưng thẳng vậy để cái mông nó nhô nhô rồi đó, nó ép cái mông tròn tròn ở cái đùi nó giật giật không. Xong rồi hạ người xuống thôi, xong rồi đó, chỉ là lưng với mông. Nhớ chú ý là ưỡn cái mông nhiều hơn cái lưng nha, tại khi mà em ưỡn lên vậy cả hai cái nó đều tác động hết đó. Ví dụ vậy là cái lưng nhiều hơn nè, rồi nhưng mà cái mông nè đó. Cái mông muốn ưỡn nhiều hơn thì cái phần sau nó phải cao lên. Nó phải cao lên, cao lên. Đó, xuống, chân gần chạm xuống, cho mông gần chạm xuống sàn nha. Ok. Vô. Rồi, dứt. Ok, đúng rồi đó, cái đùi sau nó phải cứng cứng như nè. Rồi, tiếp tục. Ok. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20.
Rồi ok. Sẵn tiện đá chân giò luôn. Tập lại bài knee ride này đó. Ok, lên. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 chuyển qua holo. Để tôi thấy cái chân nguyên nguyên luôn, chuyển qua holo. Anh đếm tới 20 thôi. Là gặp người lên hả? Ừ, holo giữ lại, gặp người lên giữ lại tập bụng. Cái chân. Cái chân ờ đó. 1 2 3 4 5 đi rồi. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Rồi giữ chân, giữ để vậy luôn, giữ luôn đây là giữ. Ok, nó mỏi rồi giữ đi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Rồi, body biceps. Body biceps. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Tốt. Rồi thôi, chuyển qua section 3. Đầu tiên á là nhảy. Sao anh nhảy cao quá vậy? Nhảy không có nhanh nha, nhảy chậm chậm thôi. Đừng có hang nhảy đùng đùng, mệt lắm, chóng mặt té đập đầu chết giờ. Nhảy là phải để mức này hả? Ừ. Nè, nhìn cái bậc đó nè. Nhảy giữa giữa này nha, chứ không nhảy ra đây rớt té. Nè, đầu tiên á là chùm chân ở đây, xong rồi nhảy lên. Ok, chưa xong đâu. Đứng thẳng dậy. Ok, xong rồi bước xuống. Chứ không cần phải nhảy xuống. Đó. Hí. Đó. Đó, xong bước xuống. Thế thôi. Cứ thử xong, động tác đã xong. Rồi tới động tác này. Động tác đang đứng đây luôn. Cái bước lên đây. Thấy không? Bước lên đây. Kéo lưng. Kéo lưng. Nhưng mà kéo lưng á, khi kéo vô cái bắp chân mình nhón lên. Đó, thả ra bình thường cho căng cái lưng. Xong rồi kéo lên nhón ra. Nhớ nha. Đó, động tác số 2. Rồi. Động tác số 3. Đang dậy. Đứng lên. Ok. Đó. Đứng thẳng lên. Xong rồi đổi chân. Đứng thẳng lên. Xong rồi động tác số 4. Thích đất. Như đó thôi. Vô. 1. Không sao, đứng dậy. 2. Rồi. Ừ, đó. Đó, sai, đứng dậy nữa. Rồi. Ok, đứng dậy. Ok, đó. 4. Sai nữa. Chưa đứng đúng không? Đúng rồi. Ok, ok. 5. Rồi xuống bình thường thôi. Rồi 6. Đó, xuống bình thường thôi. Sao nhảy nó nhẹ nhàng vậy? 7. Tiếp bằng mũi, tiếp bằng gót. Tiếp nữa. Quên đứng hoài. Đứng rồi mà. Đâu có đứng đâu, bước xuống luôn. Đứng. Ok. Đứng. Ok. Rồi. Đứng. Ok. Rồi.
Đó, được rồi đó, nhẹ nhàng rồi đó. Rồi, cái cuối. Rồi, đứng dậy, chuyển qua động tác này, gì rắc. Rồi, thả ra bình thường thôi, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tập cái nha. 1, 2, 3, 4, 15. Rồi sao ok. Xuống một chân. Đặt chân lên. Dẫm mạnh lên. Bước lên luôn hả? Không bước lên, nhón một chân đá. Lên. Cái chân này đá chéo lên. Đá chéo lên xíu. Đó. Ok. Để tập bụng thôi. Ok. Đổi chân luôn hay là? Không, cứ làm hết chân này đi rồi đổi. 3. Đá xéo không đá lên nha. 4. 5. Cái tay làm sao như ngầu ngầu chút đi. 7 8 9 10. Rồi đổi chân. 1 2. Đá xéo. 3 4 5. Sáu. Ok. 7 8 9 10. Rồi hết đất. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. 10. Rồi, về lắc tí. 1. Đúng rồi. 2. Đúng rồi, nẩu cái hai rồi đó. 3. Đúng rồi. 4. Đúng rồi. 5. Đúng rồi. 6. Đúng rồi. 7. Còn 3 cái đá lên. 8. Đúng rồi. 9. Còn cái đó thôi. Bỏ lên. Nhảy cao nó hơi mệt. 10. Rồi relax. Vô đây. Bài này relax nè. 1. 2. 15 cái. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Rồi, đá chéo. Lên gối. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nhờ nào đấy, cái này. Khi mà đá nhau chẳng hạn. 9. Ôi, rồi, ok, đổi tay. Sao mày lại đứng? Để em ra. Ok. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Hết đất. Đứng chân xa xa một tí. Sao nó thấp hơn vậy? Không có vậy á, vẫn như cũ mà. Sao đó? Rồi đứng xa xa một tí, đứng gần quá vậy. Ok, rồi hết. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8 9 10. Rồi tốt, ra kia uống súp đi. Vô nha, tăng độ khó cho các em nha. Hui. 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 Anh thử nhảy cái coi. Trời ơi trời. Nè. Đúng không? Nè. Hui. Ghê vậy chửi. Không. 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 Sao bước xuống. Nè, bước xuống hồi đã căng rồi nè không? Rồi vô. Cái này đúng là căng thật á. 5 cái. 4. Ok. Rồi, từ từ đứng cấp. Ngứa. Nhảy đi. Bắt người nó nhảy không được nữa. 2. Ok. 3. Ok. 4. Ok, còn cái nữa đó. Ok, rồi. Thôi thôi, không mệt lắm. Lên tập bên kia đi. Biết chạy được rồi. Bay. Rồi, đưa chân ra. Một chân thẳng, chân quần đứng lên, ngồi xuống một chân á. Không có dục thầy có dạy không? Đó, ok, rồi, lên. Ngồi hết hả? Cái nữa. Cứ yếu thì tay kéo lên. 2. 3. 4. 5, đổi chân. Một, hai, ba, bốn, năm, rồi thì lắc, thì lắc. Một, hai, rồi xuống tới bài kia đã. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín. Lên. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 cái nữa 9 10. Rồi hít thở vài cái, hít thở vài cái. Rồi cái bài này sẽ khó hơn nè. Hít thở vài cái. Cầm cái tay hẹp hẹp vào thôi, đừng cầm rộng quá. Khó hơn rồi đó. Tập trung nha, cái này xích cuối nha, khó hơn rồi đó. Khó hơn rồi đó. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi ok, tốt. Rồi qua đây leo cầu thang. Chưa qua đây leo cầu thang đi. Leo lên. Leo lên leo xuống. Em leo làm sao leo tự nhiên thôi. Leo lên xong rồi tới mức cao nhất rồi leo xuống. Rồi. Ok. Ok. Rồi leo lên lại 5 lần vậy. Lần thứ 2 rồi đó. Rồi ok, chúng ta đã vượt qua xuất sắc phần functional. Và bây giờ chúng ta chuyển qua những bài tập cardio.
Cardio hôm nay chúng ta tập là máy elliptical, máy row và máy đạp xe. Ba máy. Rồi xuống. Hồi nãy lần kia em có nói nhầm một chút xíu là mình cardio là máy chạy bộ chứ không phải là cái xe đạp từ lần trước tập rồi, từng một tập rồi. Cái đó nhầm lên chính lại. Thì bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện bài cardio trên máy treadmill là elliptical. Elliptical là máy bò ngựa nha. Hoặc là máy tập toàn thân. Mình sẽ tập level khó chứ không có tập level dễ giống hổm nữa, mà tập level hill, leo đồi. Nó sẽ rất là nặng ở đỉnh dốc. Nhưng mà ở đầu thì nó nhẹ nhàng à. Đó, bây giờ chúng ta sẽ tập là level 15. Anh thấy bự con nên anh cho em level 15. Chứ mấy con bé khác nhỏ nhỏ anh cho level 10 à. Rồi đã đi em. Sao cũng được. Level 15 nha, đỉnh đồi đó. Sao cũng được. Đây hiu này không? Chọn đây hiu. Xong rồi tuổi tác viết gì đó kệ nó đi. 10 phút đúng rồi, mắc level 15. 15. Xong rồi enter. Xong rồi tác, rồi dứt. Đáp. Ok. Đó. Nghe nhạc không? Nghe bài tình anh BT không? Mở cho nghe. Có phục vụ nhạc nữa nha. Anh hát may ra em còn nghe chứ bắt em nghe nhạc. Hát là thầy nói đi để trò nghe được rồi. Cái đứa kia phải chia sẻ cho thầy nữa. Đang tập bị mang đồ ăn qua làm cái đó em chết. Đó, lên, đeo vào 4. Le vào 4, le vào 4. Le vào 4. Bình thường, leo đi, người yêu ở trên đó phải cố mà leo. Leo vào 4. Leo vào 4. Leo vào 4 nha. Tay để dành. Rồi, đánh đi. Dưỡng sức đi lên núi, họ leo vào 15 là đuối luôn á. Leo vào 15 là kiểu như căng á nha. Nó mới không mệt chứ. Nó mới có level 6 thôi. Em biết là từ level 6 tới level 15 nó còn xa lắm. Còn xa, chỉ có 9 thôi. Em sẽ trân trọng khi cái khoảnh khắc và cái cảm giác em được lên đỉnh rồi nha. Tâm đi, level 15 không nổi thì em phụ. Thấy mới level 9 mà thấy căng căng rồi đó. Không level 15 anh tập cũng xì khói luôn chứ không phải giỡn đâu. Nhưng mà anh ý ra là 15. Anh thầm biết bao. Thầy bà học trò kinh quá. Level 9 rồi kìa. Phải vào 15 anh phải phụ em quá. Đó, 11 rồi đó, hay giúp hết nổi rồi hả? Giúp nổi không? Giúp nổi không? Thank you.
11 thôi đó. 11 rồi đó. Ây da. Dạ. Đạp đi. Đạp đi, đạp đi, đạp đi, đạp đi, đạp đi. Đạp đi. Mới đây vào 11 thôi xì cối rồi. Ôi chút xíu mà nhòi mấy đồ yêu này. Bình thường phải không? Mới 11 á, tí lên nó mới nặng. Trời ơi, 30 con đạp cũng được. Trời dữ vậy. Trời dữ vậy em. Dữ mà. Anh đập mạnh vào chứ. Nhẹ cho em tập là chính, anh đỡ thôi chứ. Anh kéo đi thế này. Bây giờ anh đập mạnh quá em tập gì à. Chưa, mới nửa đường à. Nửa đường thôi. Có phụ mà còn thở vậy đó hả? Cố lên, hò vô ta. Hò cái máu. Còn kéo pháo. Còn kéo pháo em. Đã vùi một. Mừng quá hả? Mấy mặt thì thở ghê không? Còn kéo pháo. Kinh. Áp lực chứ. Áp lực cả người đằng sau luôn đây này. Nên là thở mạnh vậy thôi. Đằng sau làm gì đó áp lực. Ý là em nó suy nghĩ cõng thêm cả anh nữa. Đây là nó áp lực á. Hiểu không? Ờ. Sao con số 11 thôi mà thế này. Còn 3 phút mấy nữa thôi. Cố lên. Rồi, tự tập đi. Nhẹ rồi đó. Sắp nhẹ rồi đó nha. Sao mãi không nhẹ vậy? Từ từ nó sắp nhẹ rồi, gần nhẹ rồi. Ok. Được giải phóng rồi hả? Chưa. Ông thật chính mình bị chuyển chứ coi. Đứng đó hoài vậy trời. Đi còn hơn 2 phút nữa thôi. 6 phút. 6. Sướng sướng sướng. Lúc này sướng nè à, nhìn mặt sướng ghê không? Lúc này sướng rồi đó. Ghê rồi đó. Sướng sướng sướng. Đã. Đã. Sướng rồi đó. Sướng đó. Nhỏ này yếu chắc ngon ngất quá. Yếu cho tập level 5 thôi. Sạm mà đấy 15 không quay rồi quay này. Có mà 15 không quay mà. Anh lên đạp rồi tao biết 15 rồi. Nhưng mà em phải trải qua cái này là nhìn vô cái biểu đồ tao biết 15 rồi. Rồi, level 6 rồi đó, mừng quá ha. Chút nó xuống 4 sướng.
xuống rồi. Nhẹ nhàng, thoải mái. Chắc là tôi sung sướng lắm ấy. Nhẹ nhàng, thoải mái phê gì đâu, trời ơi. Trời ơi, 36 giây thôi. Mấy lạnh đâu, nổi gió đi anh. Hả? Nổi gió đi, mấy lạnh đâu. Con kia kìa. Trời, đến cái khúc này là mấy lạnh nó không chịu được nổi em luôn. Còn số 2 rồi. Zero. Okay. Rồi xong, kết thúc. Rồi, nghỉ mệt thì lắc đi, uống súp đi. Uống Intrao và cao đi, uống Amino Kem đi. Tiếp tục là chúng ta đến với phần cardio cũng khá là chua. Chứ độc quyền của THOL thì mới đánh mạnh vô phần cardio này thôi, chứ còn mấy chỗ khác thì thua. Đây là row, tập rất tốt cho phần cơ lưng tay. Rồi, cứ kéo đi. Target là level 5 hoặc 6. Này level 1. Kéo dài cái cho nó quen đi. 10 phút nha, cứ nhìn đồng hồ nè. 9 giây rồi đó. 10 giây cho qua. Rồi, bấm. Này tập thiệt á, level 5. Đó, đang level 5 á. Nhẹ mà. Này là được tập luyện giữa bầu trời Thụy Sĩ. Thấy không? Có gọi là cái vàng máy lạnh Daikin 5 ngựa nó tạo tuyết. Nó đánh vô người em. Cảm giác giống như mình đang tập luyện trượt tuyết, tập luyện thi thể thao trong bầu trời Thụy Sĩ. Có cái nhiệt độ lạnh như vậy em tập nó sẽ đỡ mệt rất là nhiều. Đó, yên tâm đi, anh nghĩ em làm được mà. Đừng có nên tập trung mất sức, mình cứ kéo bình thường thôi. Kéo bình thường thôi. Giống như đi bơi á, mà em tập trung sức cho bơi quá, tự nhiên bơi họ tuột sức bơi không được. Mình cứ thả lỏng cái dòng nước. Còn đây là mình thả lỏng theo gì? Theo khí hậu ôn đới nhân tạo. Cố lên. Đó. 1 phút mấy rồi đó. Gần được 1/5 chặng đường rồi. Đó không? Ngon chưa? Đó, dứt. Đó. Tốt. Tốt. Đó, được 2 phút rồi đó. 2 phút rồi đó em. Cố gắng lên em. Tốt quá. Cố lên. Come on, đúng rồi. Tốt quá trời tốt. Ok. Gần 3 phút rồi đó. Em tập này được 10 phút là cũng giỏi lắm rồi đó. Tay của em cũng yếu hơn so với phần còn lại của xã hội đâu. Hey. Tốt quá. Vô. Ok. Thằng kia cầm cái bộ 10 phút cũng giỏi luôn. 3 phút rưỡi.
1 phần 3 chặng đường đã trôi qua. 1 phần 3 chặng đường đã trôi qua nha. Bốn phút qua đó, rồi bốn phút qua đó. Quá trời ơi. Gần 5 phút rồi. Gần 5 phút rồi nha. Giỏi quá, tập đi em. Anh cái bánh ăn nó bụng quá. Tập đi nha, thầy xíu thầy xuống kiểm tra liền á. Không có trốn nha. Cố lên. Bye. Chơi cái này mới sốc nè. Nãy em lên level 7 à? Ủa vậy hả? Giỏi vậy ta. Chơi vậy mới sốc nè. Thơm không? Bây giờ em phải cố kéo. Em không kéo nữa là trong đầu em suy nghĩ là người yêu em sẽ đuối nước nữa. Nên là em phải kéo. Mười. Còn 50 giây nữa. Xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Còn 30 giây cuối. Còn 17 giây cuối. Năm, bốn, ba, hai, một. Tiên tiên tiên. Đủ giờ. Ok, good. Rồi nhưng mà đủ sức nha em. Còn bài đi bộ nữa. Đuối quá phải không? Nhờ máy lạnh á, nhờ máy lạnh nó phà vô em mới mát mát mà tập được chứ cho nóng khỏi tập luôn. Rồi phần cuối của chương trình cardio ngày hôm nay thì anh sẽ cho em đi bộ. Đi bộ trên cái máy đi bộ luôn. Nhẹ nhàng thôi, level 5 cực kỳ yếu luôn. Tuần trước là anh chạy level 12 á. 12 hay 15 ta. Không nhớ mười mấy nữa. Mà giờ là đi bộ level 5 thôi nè. Đầu tiên chỉnh phần manual. Chỉ đi bộ thôi à, không chạy? Đi bộ thôi, chắc chỉnh phần manual đâu rồi, đây đây. Rồi start. Rồi đi bộ thôi. Level 5. Đi máy chạy này nha. Level 5. Rồi level 5. Thoải mái không? Thoải mái không? Quá sướng luôn à. Quá sướng luôn. Quá sướng luôn. Gì không?
Đâu gì đâu, thử máy coi nó có im không. Thử máy coi nó im không. Không nổi thì nói anh chỉnh level 4 nha. Không nổi thì nói anh chỉnh level 3 nha. Chứ đừng có khóc nha. Đi bộ nhẹ nhàng lắm các bạn. Đi bộ thì lắc này nọ thôi, có gì đâu mà cán. Bảo nó đi leo núi xem. Không cần phải chạy nước mệt à. Quay thấy đầu dốc của máy nha. Quay mặt nhiều làm gì. Quay thấy đầu dốc của máy. Ở dưới có đống rác đúng không? Ok. 10 phút thôi, canh đồng hồ 10 phút thôi. Được 1 phút mấy rồi đó em. Thoải mái vậy ta. Nhanh nữa hay chậm nữa? Hay vậy được rồi. Được rồi. Được rồi hả? À được rồi. Ủa, chân cứng như vậy. Được rồi, gần 2 phút đấy. Này em đi tốt mà đúng không? Nhẹ nhàng. Đi nhẹ nhẹ đi ra rầm như voi chạy vậy. Đi phải nghe tiếng. Đi nghe tiếng nghe vừa thôi, nghe rầm. À, phút rồi đó. Ba phút. Tới giờ này thì em không quan tâm thời gian nữa rồi. Đến khi cái máy nó bảo nghỉ thì em nghỉ. Không, cái này nó chạy hoài à, nó không nghỉ. Mình phải canh. Hẹn 10 phút mà. Tại menu hồ nãy chưa chỉnh giờ. À, nó đâu chỉnh 10 phút đâu. Cái này dễ mà, đâu có gì đâu mà cắn. Đi bộ. Leo lên coi. Đi hoài. Anh đi level 6 luôn á. Anh đi tới level 6 luôn á. Thì em level 5 còn gì nữa. Ừ. Mẹ cho chạy tới 30 phút luôn á. Mặc định nó là 30. Nó có nóng thì bật cái fan lên. Anh nhìn không có rõ fan nằm đâu đây. Đừng miếng rồi đó. Gần 5 phút. Em 6 đi anh. Em 6 hả? Ừ. Ghê vậy. Ghê vậy. Ghê vậy. Thế vừa xấu luôn. Nhìn hình là thấy hình chạy đẹp không? Thần thái không? Cái mặt con thần. Thần thái là mấy cái body chạy thôi chứ còn gì mà. Thần thể. Cái đấy là mới có 5 phút rồi đó. Bung sức tôi cố vô hồi quỳ lại năn nỉ văn xương xuống level 5 nè. Lâu.
Gần 6 phút rồi. Gần 6 phút rồi. Đi rầm rầm rầm. Cố lên, còn 3 phút mấy nữa thôi. Bạn ấy không buộc lại dây giày, nó bị chật. Cái này mình có thể chạy không? Ví dụ được, tùy em thôi. À, là để chạy hả? Ờ, đi cũng được, chạy cũng được. Còn 3 phút đó làm gì đó làm. Chạy mình có đá đấy. Đồ giống ác không? Quá đâu. Còn 2 phút nữa. Còn 1 phút rưỡi thôi nha. Còn 1 phút nữa. Còn 1 phút nữa. Chị lên luôn hả? Dành 1 phút để em chạy. Nhiều level 7 hả? Rồi phút cuối level 7. Phút cuối là level 7, độ dốc 15 nha các bạn. Nãy giờ level thấp thôi mà độ dốc có tới 15 lần đó. Level 7, độ dốc 15. Level 8, độ dốc 15. 15 giây. Level 8 độ dốc 15. Mất xỉu rồi. Level 12 độ dốc 15. 11 thôi. Level 11 độ dốc 15. 10 giây cuối. 10 giây cuối. 10 giây cuối. 10 giây cuối. Nhanh lên 3 giây, cố lên. Không. Được rồi. Ok. Rồi. 10 giây cuối là level 11 độ dốc 15. Rồi từ từ đi, máy nó hạ xuống đi, không sao đâu, bình tĩnh, không sao, nhầm nhò chuyện nhỏ à. Chuyện nhỏ mà. Tại em hứng quá thì anh cho em chạy thôi. Chứ hồi nãy đâu kêu bắt chạy đâu. Rồi xong. Không, anh thắt đột ngột mà. Cho nó đi bộ một tí đi. Rồi, cho nó. Cho nó đi bộ một tí hả? Ờ, không đau chân nha. Rồi, đi bộ một tí đi.
bộ đi bộ level 3. Ai biết ham chạy. Không, anh cho dừng đột ngột nó sẽ bị đau cái này đó. Thì hồi nãy anh ta đi đang đi level đang đi bộ chậm chậm thôi thì dừng là được. Chạy. Sao tập mệt không? Mệt chứ. Mệt muốn chết luôn. Mệt muốn chết luôn hả? Giờ mệt muốn chết luôn. Tập hơn tháng rồi mệt muốn chết luôn. Tập hơn tháng rồi mệt muốn chết luôn. Mệt. Mệt muốn chết sao uống con gói vậy? Về nhà uống tiếp. Tập xong rồi là lên tút là tóc dậm là cái son môi là chụp hình nha. Ừ, mặt thì vậy, mặt thì cũng được, tái tái một tí thôi. Giờ này còn chụp hình nữa. Vài tấm thôi. Đó là mình xong tầng 2, giờ luyện tầng 2 vòng tháng trời này nọ kia thứ. Tập cho nó ngon lành, mướt cho một lực tay chân giò cẳng đồ bự bự vô. Xong lên tầng 3. Tầng 3 là cũng tập tầng 3 luôn á. Cái tầng 3 trong giáo án nó giống như tầng 3 ở đây luôn nha. Tập những bài nó khó hơn, nặng hơn, nhưng không sao, có anh giúp em, chị nhỏ. Đừng rung nha đệ tử. Rồi, tiếp vô. Vô cái từ từ đây. Chưa hết sàn 1, 2, 3, vô. Đủ bây giờ. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.